Thôi, em chào tất cả anh chị em nha. Giờ anh chị nào làm thì lên đơn đi em, có gì em làm sẵn hết cho, tại vì đặt từ từ làm cũng được mà nó hơi lâu quá anh chị. Bữa giờ làm mới có mấy ngày luôn, làm mới có 6 bộ à. Là sáng nay em gửi 4 bộ. 2 ngày trước em gửi một bộ 351. Rubin 351, rubin nhựa anh chị. Còn ngày trước nữa thì em gửi cho anh Tây Ninh đó là con 03. Đó. Ngày 2 là 351. Rồi hồi nãy em mới gửi 2 bộ, bộ 411 với mấy cái phíp của Mitsubishi 130 anh chị. Rồi thêm một bộ TD33 mà lần chế 430. Rồi thêm một bộ nó là TD33 lên chế 260. Đó. Cái TD33 lên chế 430 với cái NB30 là nãy em gửi đi chung. Đó. Nè. Nè anh chị thấy không? Em mở cái họng ra bự cho bá nè, là bự 4 anh chị. Để em đo cho anh chị xem. Trời, cái thước của em nó xét quá xét. Cái họng này tới 15 đang nghe anh chị. Nè anh chị nhìn thấy không? 14 mấy là 15 á. Nó 13 mấy anh chị. 14 anh chị. Nè chị thấy không? 14 á. Là nó cậy cái họng trong đây 14 mới được nha anh chị. Nhưng mà ở trong đây em làm thông lắm. Nè anh chị nhìn thấy thông ghê không? Được cho bá luôn. Còn cái viên nó nhỏ lắm nha anh chị. Cái viên nữa nè. Nè. Cái này là của máy khách á. Máy khách của người ta lên á. Ta lên không được rồi, rồi em mới lên lại bộ khác cho người ta. Mà cái này hư rồi nha anh chị. Nó cái này nó nằm cỡ 13 anh chị. Anh chị phải móc ra cho nó khoan ra cho nó ra đây nè. Nhiều đồ lắm, nó phải có thêm cái cây em để dành chuyên cho móc lòng nè anh chị. Đó. Là con máy này em để dành thử nè, bây giờ khách hỏi quá mà em định bán con này luôn không biết sao đây, bán nhưng mà em phải sơn lại nha anh chị. Chứ ở ngoài kia cũng còn cái nắp kia mà nó cũng không có đẹp nổi. 03 với 40 là không đẹp anh chị ơi, nó phải NB30 nó mới đẹp. Đó. Em mới đem về mấy con máy VIP VIP không anh chị. Nè con Hitachi nè, anh khách anh có một chuyện rồi, bây giờ em kêu anh gửi mẫu VIP qua, tại vì em làm cũng sắp xong rồi. Nhưng mà anh gửi qua đang em làm cho nó chính xác cái đế này nè. Đó. Rồi còn cái Gobin nè, em đang làm cái Gobin 04 cho cái máy bơm nước của anh kia nè. Bây giờ em chắc em làm cái chế trước. Tại vì bây giờ cái bình xăng lớn của em là cái bình dày em hết rồi. Đó. Thì ngày chiều nay nó mới về tới. Chiều nay bưu điện nó gửi tới, em có hỏi rồi. Chiều nay hoặc sáng mai là cái bình xăng nó về tới á. Này chế 430 nha anh chị. Họng bự lắm nha, chạy đã lắm. Anh chị nào có độ xe lên mấy chế này chạy xuống lắm nha. Nếu mà độ xe anh chị chế thêm cái lò càng này nữa. Chế cái lò càng á, giống những cái xe ẹt mà chạy trường rồi anh chị. Với mấy cái máy mà bên Thái hoặc là cái máy mà đua dưới sông rồi đó anh chị, mấy cái xuồng cano rồi đó. Mấy cái gì ta, mấy cái vỏ lãi vô cái gì đó, kêu bằng gì em quên rồi. Nó là người ta chế cái lo kèn anh chị, để nó hút nó nạp lẹ đó. Rồi anh chị nào cần thì liên hệ em nha. Em mới dịch em về mấy con máy cũng vip vip lắm. Gì ta biết nhớ nó quên rồi, để chị nào về tới em quay cho à. Rồi anh chị cần nào liên hệ em nha, lên tất cả các dòng chế nha anh chị. Bất cứ máy gì cũng được á, xe Honda lên được. Hôm qua có ông anh hỏi em xe Honda được không, bình thường. Tại cái xe Honda mình nó có mẫu đời mấy cái xe ga đời cổ cổ anh chị. Xe Trung Quốc nhập qua rồi đó. Là nó xài là bơm hút. Là cái bình xăng lớn á, anh chị cứ nhìn nào cái xe nào mà cái bình xăng lớn nằm ở dưới chân á, mà cái bình xăng con nằm trên cao là buộc đó, là nó phải cái xăng hút này, xăng bơm á, xăng bơm á kêu bằng xăng bơm. Nó có xăng bơm thôi chứ nó là xăng hút.
chừng nào nếu đúng xăng bơm á, là nó xài motor giống FP nó gọi là xăng bơm nha anh chị. Còn cái kia là nó có cái bộ hút, cái bộ hút lớn như nè đó, nó bộ hút lớn như nè đó. Thì những cái xe đời cổ nào á, anh chị mà mua cái xe mà nó hư cái bộ hút á, ở ngoài bán mắc lắm nha anh chị, nó bán 500.000 hay gì đó đó. Thì anh chị cứ để ý là cái bình xăng con mà nó nằm cao hơn cái bình xăng lớn, nhưng mà nó không có FI là biết cái đó là xăng hút rồi đó, nó có cái bộ hút. Nhưng mà cái bộ hút đó nó hư, anh chị mua 500.000 đúng không? Rồi anh chị mua cái chế này đi, mua cái chế nhỏ thôi đó, 100 mấy ngàn à, anh chị bỏ vô gắn ống vô nó hút lên luôn, em ba anh chị nó hút lên luôn á đó. Anh chị cứ gắn ống vô đây là tự hút nè. Còn anh chị á, biết sao không, tại anh chị lắp vô máy á, cái này á là cái tăng máy nó chạy nó hút, cái này là hút xăng vô, hút hơi xăng vô anh chị. Còn cái này là bơm xăng lên nè, cái này là nó hút xăng để nó bơm lên đây á anh chị, bơm vào họng này nè đó. Mình mà có độ chế anh chị nào mà lỡ mà có bị hư cái bộ đó đó, mấy xe cổ anh chị ra mua nó bán 500-700 ngàn á, có nhiều người bán mắc lắm anh chị đó. Thì anh chị cái độ này vô nè, gắn này vô, gắn một ống vô đây, một ống chuyền qua anh kia là nó ra xăng liền, dễ đẹp à, dễ lắm đó. Rồi anh chị lên chế ra ngang cho tất cả các dòng máy thì liên hệ em nha. Lên mấy chế này thì nó đỡ tiết kiệm xăng nhiều lắm anh chị ơi. Mà nó những cái dòng này nè, gô bin nhựa nha anh chị, lên ga nó không có bị thòng, nó không bị tặng. Còn những cái dòng mà 03, 04 rồi 40 rồi anh chị, NB30 rồi đó, là buộc đó là kia bằng gô bin sắt á, là người ta nói vậy thôi chứ nó là bằng nhôm chứ không phải là bằng sắt đâu nha anh chị đó. Thì nó sẽ tặng, nhưng mà anh chị lên chế ra ngang này nó sẽ không tặng nữa nha, nó sẽ tiết kiệm xăng rất là nhiều, nó đỡ bị chảy xăng ra ngoài nữa. Tại lên chế này là mình làm nắp xăng kính đó, hoặc là cái nắp nó có cái lớp B là nó không có chảy xăng ra được, nó chỉ hút hơi vô được thôi đó, thì nó rất tiết kiệm xăng rất là nhiều. Rồi em làm cái bộ này xong là em qua em chuyển qua cái làm bộ lửa các anh chị ơi. Em làm bộ này em để sẵn nè, vậy thấy không, em đang đổ keo tùm lum nè, làm cái này thấy chưa, làm cho anh chị xài thấy chứ cũng cực lắm chị, có 100 mấy à, mà làm mệt lắm nha, đuối lắm nha, mấy tiếng đồng hồ luôn nha. Nè em đổ keo nè, em đổ em phải phay lại nó nghe anh chị, mình phải phay lại nó nha, chứ không phải đổ keo không gì thôi nha, đổ keo cho bách hết mấy lỗ này rồi mình phay lại. Thì làm cái này rất là công phu nha anh chị, mình làm rất là kỹ nha, chuẩn nó mới được đó. Rồi anh chị nào cần thì liên hệ em nha.